Đây, tiếp tục clip mình xin giới thiệu. Đó, mình thấy không, mới đụng đụng thôi mà nó rất là thơm. Các bạn biết cái này cái gì không? Đây, chia sẻ với các bạn nha. Em này là em quế, một loại rau gia vị. Cái này mà ăn phở mà ngắt cái đọt này nè, bỏ vào là hết ý luôn. Mình chia sẻ với các bạn cách thu hoạch cái này nha. Ví dụ như cái đọt như vậy nè, các bạn ngắt ngang đây nè, đó, ngắt ngang đây, mình lấy cái đọt mình ăn. Rồi cái này nè, đó, nó sẽ nhìn nảy mầm tiếp theo, nó rất là nhanh ha, nó sẽ nhanh tốt như thế này. Đó. Chứ còn mình ra ngoài quán phở mình ăn á, thì người ta cắt cái tận tới đây nè, đó, để nguyên cả cành vậy nè mình ăn. Thực ra em cắt cả cành này nó cũng có cái lợi của nó là vận chuyển đồ này kia nó dễ. Nếu mà người ta bán, người ta cân ký rồi kia thì nó có thân này nó cũng nặng ký. Nó một công hai ba lợi luôn. Đó. Em này ra hoa này. Nếu mình không ăn thì mình để cái hoa này nó thành hạt. Hạt thì mình lấy hạt giống tiếp. Đó. Mà cái hạt này nếu mà mình không đem đi trồng thì mình đem ngâm nước thì mình ăn giống như hạt chia vậy bạn, hạt é vậy đó. Mà lưu ý các bạn nha, cái này nó rất là nóng chứ nó không có mát đâu. Đó. Trong này có một cây sâm nè, bông đó nè, đẹp không? Đây là cái lá nè, đây là cái sâm nè. Cái này thì nấu canh ăn nó giống như mồng tơi vậy đó, cũng mát lắm. Bên này thì có một em ngò gì đó, ngò thơm gì đó, đây mình quên mất tiêu tên rồi. Bữa nào nó lớn lên rồi mình clip mình chia sẻ nha. Nè, các bạn thấy không? Ở nhà mình trồng á là nó có sâu là vậy đó. Mình không phun thuốc sâu. Nè, vỡ đây nha. Rau sạch là nó như thế này nè. Đó. Nên sao chạy đâu à? Đây. Thấy bạn thấy em sâu không? Rau sạch là có sâu. Ghê không ạ? Bạn nào mà sợ sâu tu ở khúc này nha. Rau nào sâu đó. Bên đây còn có em gì nữa nè. Em là thiên địch hay thù địch gì nè. Các bạn không có thời gian thì làm giống như mình nha. Đây nè. Đó. Chỗ nào ấy mình bỏ thêm cây cải vô. Đây. Được chưa? Đây. Này cũng rất là to nè. Rồi nha, clip kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, share. Share là sao? Nghe tôi nói share, mình biểu share luôn. Đăng ký nha các bạn. Giới thiệu cho mọi người ủng hộ kênh của mình nha các bạn.
Chào tạm biệt, bye bye.